Vinh đã nghỉ luôn hả? Nghỉ rồi. Em nghe nói thôi chứ còn em không rõ. Nghỉ rồi. Nghe nói là sau này chỉ còn cộng tác thôi chứ không phải là. Trước đó nó tâm sự với anh. Không giao việc gì đâu mà không giao. Giống như em là mười mấy. Giao mười mấy cái vậy không? Nói vậy. Cái nào cũng cũng làm biện pháp, làm biện pháp thì sao làm nổi. Để giao đi ngó đâu, giao đừng làm biện pháp. Công sẽ làm. Vinh làm năng lượng Việt cũng đã 5-6 năm rồi chứ. Ừ. À, là ông nghỉ rồi, ông đang công tác viên hả? Công tác thôi. Công tác hết gạn hay là sao? Mình nghĩ công tác hết gì á, mấy gì á còn tồn tại á. Nhiều lúc Vinh đang đứt. Tức là đưa người ta là vô giới thiệu nọ thôi. Không biết. Bây giờ chưa có làm đâu. Bây giờ kêu ổng. Tại vì đưa cho ổng mà cái ổng nói gì chính nói cái gì, em chỗ nào cũng làm biện pháp mà sao em làm nổi, em có còn thánh đâu làm biện pháp rồi phải lập chơi được. Pháp công. Pháp công nữa làm. À, mà phải có thời gian chứ. Làm đi sửa lại liên quan đến cắt điện đó nữa là mệt mỏi. Với lại thứ nhất là cái đội thi công người ta làm, xong rồi mình phối hợp mình sửa chứ. Mình ngồi mình phán đâu được, phán đâu bằng cái ông làm. Ông làm không biết. Cũng có cái công nghệ gì, thiết bị gì. Nó gì đó bình thấp, ở Bình Thuận nó năng lượng gửi cho chuyện đã chứ để đấy. Rồi trả về. Thì sao mới mắt em đi họp. Em đi họp xong em mới biết biện pháp. Đúng rồi. Chính là cái anh làm trực tiếp, ảnh có thiết bị gì, ảnh có công nghệ gì. Cũng có người ngợi người nào mới làm. Và mình nên phối hợp. Mình kiểm tra an toàn. Xong thôi. Kỹ thuật là ông trực tiếp làm. Vậy đó. Ờ, để em hỏi tố huyền lại thêm. Đơn giá kém đúng không? Dạ dạ ok. Xong thì cũng sâu luôn. Sâu. Sâu với tàu to chạy được luôn. Dạ. Tầm 10 mét đổ lại tới công tế. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, chúng ta phải tính toán lại đồ công nhân. Dạ dạ. Và 10 mét thì nó giảm rất nhiều. Chưa có phương án đền bù mà nó kéo dài lâu quá rồi, giờ đơn giá cho nó thay đổi. Tức là cái phương
án này bù bây giờ chưa cái đầu huyện nó đang trình thành phố hay gì vậy lại phải chưa có cái phương án đền bù cho nên là bây giờ đấu cầu tướng thì ban an nó bây giờ anh có quyền bỏ đi chứ không đốt thì giá cả lên xuống rồi là anh không bỏ được đâu thì nó bỏ mà nó không bỏ tấn nói là bây giờ anh nói là ông tấn đang bố về tiêu là phương án đền bù thì tôi không có lo được, là anh làm được làm cái đó nhiều lắm cái bài vậy, những cái bài á, kêu cái nắp bỏ, nó vẫn là mà nó liền lắm nha, không công nhận nó liền đúng không? Thấy Bana kêu là phương án đồ, chẳng thấy là công an Bana ra mấy văn bản luôn á, mà nó không thèm làm luôn, không bao giờ bà Don có họp mời bà Don không bao giờ, hay gì, mà mấy cũng khó. Mấy vị phó có nữ nữa họp thì em về báo cáo lại chị lo cũng biết hết về thôi cái công trình kia nó cũng như là xa lầy luôn á Bình Chánh hả? Bình Chánh á, Chánh nó bỏ rồi đó, nó bỏ còn 3 vị trí thì trong đó nó có một cái vị trí là trụ đơn thân nè cũng số 8 luôn đây số 8 thì thấy nó có vấn đề đó kia cũng số 8 mà chỗ đó là sau này nó quy hoạch thành cái bùng binh không biết được năm nào nó thành cái bùng binh mà bây giờ mà để dựng cái cột đó là khối tiền không có đường vào cột đơn thân là nó cái cột nó cao bằng cái cột C13 đó năm mấy thì nó là ao cá cái gì đó giờ nói chung là móng thì làm không vấn đề gì như bình thường thôi nhưng mà để mà dựng được đưa cẩu mình vô mình lắp được cái cột nó lên ấy, là rồi nó bỏ thầu nó không có tiền đó à, không làm con đường không bỏ tiền nó tính dân chủ bằng cục bích thì lúc ảnh cũng không có đi khảo sát là giờ ban A cho bỏ rồi Mỹ rồi không biết rồi mà ba cái đó vô có một ông không biết một ông trúng hay sao ông đi hỏi tiếp ông hỏi ông kêu nói cái thằng trước sao về ông vậy ông đừng hỏi nữa tại vì cái này nè cái ông này không bị gì nè thằng Việt Á nó đi nó thưa ổng thưa là thưa một cái vị trí khác ông này cũng có nhiều vị trí rất nhiều đại đó dân mà dân có cano xong bây giờ tôi không có thương lượng với ông nào mình vô mình giám sát á cái nó hai trong vô đây mình giám sát nó dính ông mà bước một cái nữa tôi giục xe ông xuống ao á luôn tôi chạy lỗi luôn thành nhà đi tôi phải lội từ cái bờ vô tôi giám sát tôi thấy nó khổ dẫn ông Đà với ông anh Hùng đó ông là phòng dự án hai Đà với ông Hùng đi mình nói rồi nói thôi anh Đại Hùng đi em bị nói chửi rồi nó là quăng ke bây giờ thôi anh vô không có nói nặng nữa Đà nói có anh em đi theo anh vô nói công an tôi còn đuổi nhà báo tôi còn đuổi với mấy ông ăn thua gì đi quỳ à ông cũng đứng nói chuyện đứng ngoài không có đứng bước qua cái nó rào cái gì nè đó không bước qua được nó nằm cái võng rồi đó nó nằm cái võng nó nuôi cá nằm cái võng nó gặp dân lì lì cái mình nó Đà nó hay bị chửi mà nó nặng nhẹ rồi nó sửa đi có anh mày cứ đi tao trên kia kể câu chuyện ở đâu tao cũng làm 100 này rồi nó sợ vô cái nhà báo tôi còn đuổi công an tôi còn đuổi cho mấy ông là cái gì đâu tôi còn đuổi cái nó đẹp rồi vô đất nhà người ta rồi đi thưa người ta nữa rồi ai cho mấy ông vô thế là nói gì anh nào đó Bình Chánh đó nó kể
bể bị cá đó. Cái gì Bình Chánh là Nam Sài Gòn, Nam Sài Gòn 3.